chuyện chân như. Vương Lâm thì đi thật xa mà con cứ ngỡ quanh nhà cảnh vô sư với hai Phật về đẹp giữa ngàn hoa. Phật mỉm cười tươi thật vui, từ bi bát ngát hương đời, hiện thân anh nhi thánh hạnh ba ngàn thế giới xinh tươi. Chân hồng sen vàng bày đó, chân hồng sen vàng bày đó, đất kiều nở rộ hào hoa, đất kiều nở rộ hào hoa, thất chi bồ đề nhiếp hoa bao thành soi chiếu chân gian. Ngày Phật đản tháng tư, lòng thành con xin đành lễ nhịp màu Phật chứng huyền thư. Phật chứng huyền thư.